Thưa quý vị, những năm qua, công tác cải cách hành chính của thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội. Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, thành phố luôn nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số, hướng đến sự hài lòng của tổ chức, công dân. Nhằm nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn. 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi thông tin và trạng thái xử lý trên hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố. Riêng các thủ tục hành chính triển khai tiếp nhận, giải quyết trên hệ thống của bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ động làm việc với bộ, ngành để kết nối, chia sẻ, đồng bộ thông tin và trạng thái xử lý hồ sơ về hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong tiếp cận. Nói chung là mình sinh sống ở Đà Nẵng cũng gần 6 năm rồi, thực sự là xưa đến giờ chưa bao giờ về phàn nàn hay là có gì đó lăn tăn thủ tục hành chính ở đây, rất nhanh gọn mà các cán bộ ở đây họ hỗ trợ rất nhiệt tình cho công dân như mình. Thành phố cùng từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thể hiện rõ nhất qua các mô hình chuyển đổi số từ cơ sở nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân. Đẩy mạnh trong công tác chuyển đổi số, qua đó hướng dẫn cho bà con nhân dân trong cái vấn đề thực hiện hiện nay đó là công dân số, chính quyền số của địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đẩy mạnh công tác khai báo mã định danh này, rồi mỗi người dân là một cái tài khoản công dân số. Song song với cái việc thực hiện các thủ tục hành chính, vấn đề tuyên truyền tới toàn bộ người dân trên địa bàn phường về các lĩnh vực hiện nay đang trực tuyến, và phường cũng có một cái tiếp tục xây dựng và hỗ trợ cho những người dân trong xây dựng về trực tuyến và trả hồ sơ tại nhà. Thì hiện nay thì cái sẽ hỗ trợ về kinh phí trả tại nhà mỗi hồ sơ 27.000, thì do Ủy ban nhân dân phường và tổ một cửa sẽ chi trả để giúp cho người dân thúc đẩy cái việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Có thể nói, đưa cải cách hành chính trở thành nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên đã được lãnh đạo các địa phương, đơn vị quán triệt sâu sát đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội. Chúng tôi đã triển khai quán triệt đến cán bộ công chức phải thường xuyên tạo điều kiện cho người dân và hướng dẫn tận tình cho người dân để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này. Về hiện nay trên địa bàn thì chúng tôi đã đăng ký với quận về cái nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2023, ít nhất là phải được 70% người dân phải tiếp cận được cái dịch vụ công trực tuyến. Theo kết quả vừa công bố, năm 2022, thành phố Đà Nẵng đứng thứ 5 chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, tụt 2 bậc so với năm 2021. Điều này cho thấy dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thành phố vẫn cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn trong đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.